Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn hiện bây giờ đang lưu thông ở trên cái tuyến đường mà từ Bãi Cháy sang Hòn Gai của Hạ Long. Mến thưa bà con, hôm nay là Minh Toàn có dịp sang bên Hòn Gai và cũng muốn gửi lại một số cái hình ảnh về Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh đến quý bà con cô bác, nhằm giúp bà con cô bác hiểu thêm về Hạ Long nói riêng cũng như Quảng Ninh hay là đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung. Và trên đường này cũng là chúng ta cũng đang lưu thông lên một cái cầu lớn nhất của Hạ Long. Đấy là cầu Bãi Cháy. Ở trên tuyến đường này thì như quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy là cái sự xây dựng của Hạ Long và cũng như là của Quảng Ninh rất là lớn. Trên tuyến đường này bây giờ là mở ra một cái con đường rất là rộng. Và con đường này thì giúp chúng ta lưu thông từ các cái tỉnh về với Cẩm Phả rồi về Móng Cái. Đường này bây giờ đang xây dựng nên mà cũng bụi lắm quý bà con ạ. Tuyến đường này cũng rất là nhiều xe lưu thông dọc theo cái quốc lộ này để ra nơi địa đầu tổ quốc, đấy là Sa Vi ở Móng Cái. Nên mà khi mà quý bà con cô bác chúng ta lưu thông trên tuyến đường này, chúng ta cũng nên cẩn thận. Thank you.
Đây, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy đây là một cái cầu dẫn. Trước khi mà lên cầu Bãi Cháy. Và về cầu Bãi Cháy thì quý bà con cô bác cũng có thể tìm hiểu một số cái video ở trong kênh mà quý bà con cô bác đang xem. Thì Minh Toàn cũng có giới thiệu một số cái video về cầu Bãi Cháy ban ngày cũng như là ban đêm cũng có rồi. Thì rất mong quý bà con cô bác nào mà chúng ta quan tâm thì chúng ta hãy xem một số video về cầu Bãi Cháy mà Minh Toàn đã gửi đến quý bà con cô bác qua cái danh sách phát là Cuộc Sống Hạ Long. Và chúng ta là bắt đầu bước lên, bắt đầu đi lên cái con cầu huyền thoại của Quảng Ninh, một con cầu mà mang rất là nhiều sự tích cũng như là những câu chuyện huyền bí. Đây chính là cầu Bãi Cháy. Wow, có hai em xinh gái đi xe nhanh quá. Đây, trên cầu Bãi Cháy thì quý bà con của bác cũng có thể là nhìn thấy bên Hòn Gai và nhìn phía về phía Bãi Cháy, thị trấn Bãi Cháy tức là Hạ Long Bay. Đây, và có một cái cáp treo, chúng ta có thể đi cáp treo từ Bãi Cháy sang Hòn Gai và ngược lại qua cáp treo này, gọi là cáp treo Nữ Hoàng. Và vòng vòng xoay này người ta gọi là vòng xoay mặt trời. Khu bên này thì có một cái đồi huyền bí, thì Minh Toàn sẽ có cái dịp đến quý bà con cô bác về cái đồi huyền bí này vào một cái video khác, bởi vì là hôm nay Minh Toàn sẽ sang bên cái làng đánh bắt cá ở Hạ Long, quay lại một số cái hình ảnh ở cái làng đánh bắt cá lập trại của Hạ Long đấy, gồm có những con thuyền để gửi đến quý bà con cô bác. Đây không biết là có cái sự việc gì. Ở đây chắc vừa rồi là gặp một vụ tai nạn. Và chúng ta vừa đi qua cái cầu Bãi Cháy. Bây giờ chúng ta đang ở trên địa phận của Hòn Gai. Hòn Gai thì với tên gọi, một cái tên gọi mà những người bản địa gốc của Quảng Ninh có thể là biết được, nhưng mà bà con cô bác những ai mà ở xa đến thì chắc cũng chưa nắm bắt được hết. Hòn Gai trước đây được gọi với một cái tên là Hồng Gai, sau đó dần dần qua một số cái lần chuyển đổi thì đã được đổi thành là Hồng Gai. Và sau này đến tận bây giờ với một tên gọi quen thuộc đó là Hòn Gai. Và nếu mà bà con cô bác nào mà có thể nói là Hồng Gai hay Hồng Gai hay Hòn Gai, nó đều thuộc, đều là Hòn Gai. À,
Hòn Gai thì được thay đổi với một cái quy trình tên từ thời kỳ Pháp, rồi là đến nó thời kỳ đặc khu. Và Hòn Gai này là một cái đặc khu của Quảng Ninh. Và đến đây thì Minh Toàn xin phép được rẽ phải. Chúng ta rẽ phải ở đây. Ở Hòn Gai bây giờ cũng khá là phát triển với bà con cô bác ạ. Đây là tòa nhà Lideco của Hạ Long. Và đây là đường Trần Hưng Đạo. Ở tuyến đường này cũng khá là rộng, gồm có 1, 2, 3, 4, 5 làn 10 làn đường. Toàn là nếu mà rẽ phải như này là vào cái khu khu này cũng khá sầm uất của Hòn Gai, nhưng mà Minh Toàn là xin phép được đi thẳng nhé. Đây là cái phố cảng mới quý bà con. Và đây là cái Vincom của Hạ Long cũng như là của Hòn Gai. Và nên thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn sẽ lên khu vực này. Lên khu vực này. Đây là một cái làng chài của Hạ Long. À, của Hạ Long và nằm bên cái mạn Hòn Gai. Và phía trước chúng ta là cái cầu Bài Thơ, cầu Bài Thơ 1 xong đến cầu Bài Thơ 2, và tiếp đằng sau đấy là một cái chợ gọi là chợ hải sản, chợ đầu mối hải sản của Hạ Long. Nên khi mà chúng ta mua hải sản ở Hạ Long, chúng ta cũng có thể sang cái khu Hòn Gai này, ngay đằng sau cái khu Vincom này, để chúng ta mua hải sản. Hải sản ở đây thì rất là rẻ, và vì là chợ đầu mối, thành ra là người ta bán những cái tàu thuyền này về đánh bắt cá. Nên mà được chúng ta mua được với một cái giá nó hấp dẫn hơn. Và đây thì cũng không ít khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế về đây tham quan. Đây ví dụ như bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy hai người cũng to khỏe này về tham quan Hạ Long.
Bà con cô bác chúng ta khi mà đi mua hải sản nhé, về hải sản, mua hải sản ở Hạ Long thì chúng ta sang cái khu chợ này. Đây là một cái chợ có thể nói là hải sản tươi sống nhất, giá cũng có thể là bổ thơm ngon bổ rẻ nhất nhì thôi. Còn nếu mà chúng ta mà ra được các cái bến tàu như thế này để chúng ta mua hải sản thì phải nói là tuyệt vời. Còn nếu mà chúng ta không có dịp đến các chợ này thì chúng ta cũng có thể đến chợ Hạ Long để chúng ta mua các cái đồ hải sản khô, hải sản khô với lại hải sản tươi sống ở chợ Hạ Long để chúng ta làm quà biếu khi mà chúng ta về với Hạ Long quý bà con cô bác nhé. Đặc biệt là Minh Toàn cũng tư vấn cho quý bà con cô bác là chúng ta mua những cái hải sản ở trong cái chợ này, chợ hải sản đây. Và bây giờ thì Minh Toàn xin phép dừng video này để Minh Toàn vào cái chợ đấy. Minh Toàn sẽ quay lại một số hình ảnh và ở trong cái chợ đấy gửi đến quý bà con cô bác để xem các video về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung, về cuộc sống con người Việt Nam. Thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh. Thứ nhất là ủng hộ kênh để kênh ngày càng có nhiều video thú vị hơn, phục vụ bà con cô bác được tôi chú đáo hơn. Thứ hai nữa là cũng để biết thêm những cái cuộc sống của con người Hạ Long nói riêng, của Việt Nam của chúng ta nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại các bà con cô bác trong những video tiếp theo.